Minh được TV hoan hỉ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nam mạng đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nam mạng mệnh phú đăng hỏa là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm này. Được trời Phật bảo hộ, vận số phú quý, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà lầu, tàu xe sang, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm Giáp Thìn 2024 diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may tới với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 là 60 tuổi âm lịch và 59 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can Ất là ngũ hành thuộc mộc, gặp thiên can giáp ngũ hành mộc là mối quan hệ bình hòa. Người tuổi này trong năm Giáp Thìn tiền bạc gặp được nhiều cơ hội để kiếm ra nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu. Luận tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 nam mạng thấy công việc duy trì ở mức bình thường. Bên cạnh đó, thiên can năm ngũ hành mộc dương và thiên can tuổi ngũ hành mộc mang ý nghĩa về tính toán, công việc được người thân giúp đỡ và xuất hành đi xa cũng được lợi. Xét về địa chi. Người tuổi này có địa chi là Tỵ, gặp năm 2024 có địa chi Thìn là quan hệ bình hòa. Năm 2024, người tuổi này công việc chủ về duy trì và ổn định như trước và không thay đổi. Về gia đạo có tin vui đưa tới. Ngoài ra khi xét mối quan hệ ngũ hành của địa chi tuổi này tương sinh cho ngũ hành địa chi của năm. Do vậy chủ mệnh trong năm dễ có những tính toán, còn về công việc xuất hiện dự định thay đổi liên quan đến công việc hiện tại. Xét về ngũ hành. Người sinh năm này ngũ hành của bản mệnh là hỏa, gặp năm 2024 ngũ hành là hỏa, có quan hệ về tương hợp tốt. Trong năm 2024 đối với người tuổi này chủ về thuận lợi, nhiều cơ hội mở mang, phát triển các mối liên kết trong công việc. Cùng với đó, sức khỏe của người bản mệnh hỏa trong năm cũng tương đối tốt. Với những dự định đang có mục tiêu tiến hành năm này thì nên thực hiện. Ngoài ra về cơ hội kiếm tiền bạc thì những tháng giữa năm vô cùng thuận lợi. Xét về cung phi. Cung phi của người sinh năm này thuộc Cấn Thổ, gặp năm Giáp Thìn cung phi năm thuộc Chấn Mộc là khí lục sát. Đối với những người cung phi Cấn thì năm Giáp Thìn không được lợi về chuyện tình cảm. Thị phi dẫn tới kiện tụng nên cần cẩn trọng. Tử vi Ất Tỵ 2024 nam mạng thấy công việc làm ăn buôn bán không được như ý, có thể bị người khác phá hoại. Về quan hệ ngũ hành thổ của cung phi tuổi với ngũ hành mộc của cung phi năm là tương khắc, dẫn tới người Cấn Thổ phải suy nghĩ nhiều chuyện, khó khăn trong công việc. Xét về tứ trụ. Thiên tuyệt, địa hòa, trong năm 2024, vận số của nam tuổi Ất Tỵ không được tốt, dễ ốm đau và lâu khỏi bệnh. Phương diện tiền bạc có sự hao tán nhiều. Bên cạnh đó, nam mệnh nên chú ý về chuyện thị phi và chuyện muộn phiền có thể đưa tới. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi và ngũ hành cho thấy quý ông tuổi Ất Tỵ bước sang năm Giáp Thìn 2024 khá tốt. Trong năm nay, quý ông sẽ được gặp gỡ nhiều người tốt giúp đỡ trong cuộc sống và có tin vui từ gia đình. Dù có chi tiêu nhiều vào công việc và đầu tư, nhưng quý ông sẽ gặp được những người hỗ trợ quý giá khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, đối với sức khỏe, trong năm nay sẽ không được tốt, do đó cần phải chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe của mình. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, quý ông tuổi Ất Tỵ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn chiếu mệnh chủ về bệnh tật, nam nhân quan trường bất lợi. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng,
lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn, hạn thiên la. Khi gặp hạn thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi. Xét về phương diện sự nghiệp của quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Ất Tỵ về công ăn việc làm vẫn được ổn định, không có sự thay đổi với người vẫn còn tại chức. Còn nếu như quý ông đã về hưu, bản mệnh cũng có thể được an nhàn, thoải mái khi không còn phải vất vả chạy theo những ganh đua hay cạnh tranh về danh lợi, quyền thế. Cuộc sống diễn ra tương đối bình ổn, không phải lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, quý ông ở độ tuổi này nếu đang có dự định hợp tác làm ăn, kinh doanh hay mở mang thêm công việc thì nên hạn chế, bởi năm nay vẫn có nhiều hung họa ẩn tàng, chủ về khó khăn, vất vả, khó đạt kết quả như mong muốn. Nếu cứ cố chấp chạy theo thời thế sẽ dễ thua lỗ, thất bại. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn nên phát triển trên nền tảng cũ sẽ có nhiều thuận lợi, không nên tính tới chuyện mở rộng hay là thay đổi nơi làm việc sẽ không tốt. Ngoài ra, sự tác động của sao Vân Hớn cũng gây ra nhiều bất trắc trong mối quan hệ công tác. Quý ông cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh nóng nảy mồm miệng mà gặp họa thiệt thân, thậm chí vướng vào kiện tụng. Nhìn chung, quý ông tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Công việc không quá nhiều biến động nhưng cũng không quá khởi sắc. Mọi thứ đạt ở mức ổn định, phù hợp với tuổi của quý ông trong giai đoạn này. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý ông tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý ông, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý ông có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, về cơ bản vận trình tài lộc ở mức bình bình, quý ông hãy cố gắng giữ nó ở vị trí ổn định. Nếu muốn đạt được nhiều thành quả hơn thì cần phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Quý ông có một năm, tiền bạc trong năm đủ ăn đủ tiêu, không phải chật vật kiếm tiền nữa, nhờ các khoản tích góp từ trước. Tài khí không quá vượng, chớ nên tham lam, không thích hợp để xuất tiền làm ăn đầu tư kinh doanh bởi dễ gặp thất bại, nên biết vừa đủ, bằng lòng với những gì mình đang có, kẻo khoản tích góp cả đời lại đội nón ra đi. Những người làm kinh doanh, buôn bán, vẫn có lộc nhưng chỉ mang tính tiểu cát, quý ông nên cải thiện bản thân, chịu khó, chăm chỉ làm việc để tăng thu nhập tổng thể, điều này sẽ giúp cho quý ông có một năm tài lộc rủng rỉnh. Quý ông cũng nên lập kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để bảo toàn tài sản cá nhân, có được sự tích lũy, không bị thất thoát. Ở độ tuổi này quý ông nên biết ổn định sẽ tốt hơn, cần tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong lĩnh vực tài chính, trong chuyện làm ăn mới là sự lựa chọn đúng đắn. Xét về phương diện tình cảm của quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình tình cảm của quý ông tuổi Ất Tỵ cũng không được lý tưởng cho lắm. Gia đạo có nhiều chuyện không như ý, các thành viên đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn, không khí gia đình trở nên căng thẳng, mất vui. Sự tác động của hung tinh hàm trì, hoa cái làm cho mối quan hệ tình cảm của quý ông có sự giảm sút nghiêm trọng. Có thể là vì sự nghiệp hay bận rộn với công việc mà quý ông phớt lờ đi nửa kia của mình, điều này khiến đối phương không hài lòng. Mối quan hệ giữa vợ chồng cũng dễ xuất hiện mâu thuẫn, tranh chấp. Năm này, quý ông tuổi Ất Tỵ nên cẩn thận trước sức mạnh của hung tinh và càng phải đề cao cảnh giác trong các vấn đề về gia đình. Đừng để sao hung tinh phá hoại hôn nhân và các mối nhân duyên của mình. Ngoài ra, quý ông tuổi Ất Tỵ cũng nên chú ý kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Tránh thái độ nóng nảy rồi nạt nộ con cháu, bạn đời, khiến đối phương sinh lòng bất mãn không nghe lời. Những lời khuyên giải nhẹ nhàng và những lời động viên, chia sẻ cùng nửa kia sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc giữ gìn tình cảm gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý ông tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 về phương diện sức khỏe lại có phần kém hơn so với những năm trước đây.
do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh bệnh phù, kiếp sát, sự tác động của hạn thiên la làm cho sức khỏe của quý ông không được tốt, hay bị đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, thậm chí mắc các bệnh kỳ quái chữa trị không khỏi. Trong năm có bạch hổ hung tinh rình rập, cảnh báo cho quý ông tuổi Ất Tỵ cần chú ý việc đi lại, tham gia giao thông, đề phòng họa huyết quang, các dạng tai nạn như tai nạn xe cộ, leo cây hoặc bị vật nhọn đâm phải và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Ngoài ra, quý ông tuổi Ất Tỵ cũng cần chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, nhất là vào các tháng 3, tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu. Quý ông cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện tình trạng bệnh tật và chữa trị sớm, đừng vì quá tham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Để nâng cao sức đề kháng, quý ông tuổi Ất Tỵ cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết cho quý ông ở độ tuổi này. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý ông tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý ông. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý ông tuổi Ất Tỵ hợp với giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn thì làm việc gì cũng thuận lợi, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp như mong muốn. Quý ông cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý ông tuổi Ất Tỵ gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Hướng xuất hành tốt cho quý ông tuổi Ất Tỵ. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý ông. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý ông, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Ất Tỵ. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý ông nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất, sông nhà tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tuổi Bính Thân, sinh năm 1956-2016, tuổi Bính Tuất, sinh năm 1946-2006, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Gia chủ tuổi Ất Tỵ, nam mạng, chọn người Sông Đất năm 2024 Giáp Thìn nên tránh các tuổi đại kỵ sau. Canh Thìn, sinh năm 1940-2000, Canh Tuất, sinh năm 1970, Giáp Dần,
sinh năm 1974, Tân Tỵ, sinh năm 1941-2001, Tân Hợi, sinh năm 1971. Quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch tuổi không. Tam Tai năm 2024, quý ông tuổi Ất Tỵ gặp Tam Tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm này là năm Thìn, quý ông không phạm Tam Tai. Hạn Hoang Ốc năm 2024, trong năm này quý ông tuổi Ất Tỵ sẽ phạm Hoang Ốc, Lục Hoang Ốc, đây cũng là một cung xấu. Xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công. Công danh sự nghiệp bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Kim Lâu năm 2024, quý ông tuổi Ất Tỵ phạm Kim Lâu Tử. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ mang tai họa tới con cái ốm đau liên miên, khó nuôi dạy. Thái Tuế năm 2024, quý ông tuổi Ất Tỵ phạm hại Thái Tuế. Nên hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác, hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những điều này có thể sẽ làm cho quý ông vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, năm Giáp Thìn 2024 là trạch quỷ, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy quý ông không nên mua nhà, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại vào năm này. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên la và sao vân hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên la đối với quý ông tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau: thiên la bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu. Về tình cảm, thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Về tâm lý, khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên la đối với quý ông tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, quý ông tuổi Ất Tỵ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024, bị sao vân hớn chiếu mạng.
Sự tác động của sao Vân Hớn đối với quý ông tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn. Sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu mệnh trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì vậy mà dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu. Gia đình bất an, đề phòng thương tật đau ốm. Nam gặp tai tinh, bất lợi. Tuy vậy, sao Vân Hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng, hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao Vân Hớn đăng viên hàng tháng rơi vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch. Mệnh chủ nên hướng về phía chính nam để làm lễ giải hạn sao. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý ông tuổi Ất Tỵ được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, vui xuân, đoàn tụ bên gia đình. Quý ông nên cẩn thận về sức khỏe để không chuyển biến xấu. Tháng đầu năm mới, quý ông khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân. Chú ý về chế độ ăn uống, điều khiển phương tiện giao thông để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý ông tuổi Ất Tỵ gặp nhiều áp lực, trong tháng cần đặc biệt chú ý đề phòng họa tiểu nhân liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, danh tiếng của quý ông. Công việc không tốt cho lắm, ở độ tuổi này quý ông cần khiêm tốn, không nên quá phô trương thể hiện mình, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, nhất là đối với những người làm công ăn lương, càng muốn chứng tỏ mình thì khả năng thất bại là càng cao. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tháng này, đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, cũng có một tháng tương đối tốt lành, hàng hóa bán ra tới tấp, khách hàng nườm nượp ra vào, quý ông cũng nên siêng năng, chăm chỉ hơn để tranh thủ tích góp tài lộc cho mình hơn nữa. Quý ông tuổi Ất Tỵ có được sự bình ổn trong vận trình của mình, sự nghiệp tương đối ổn định, nhờ có được các tinh thái dương soi chiếu, công việc cơ bản được thuận lợi, không có bất trắc gì xảy ra. Nhưng, sức khỏe của quý ông tháng này lại không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý ông tuổi Ất Tỵ trong tháng này. Do bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, tinh thần không tốt, dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần. Với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Ngoài ra, tháng này là tháng Tỵ, tháng Thái Tuế Án Ngữ, cho nên về phương diện tình cảm của quý ông không tốt lắm, gia đình có sự bất hòa, xích mích. Quý ông nên biết cách kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia, điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Ngoài ra quý ông tuổi Ất Tỵ cũng nên điều chỉnh lại bản thân, đừng để những cảm xúc không tốt ảnh hưởng đến vận thế và tài vận của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý ông tuổi Ất Tỵ có vận trình không mấy khả quan, việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Trong tháng này không tốt cho các mối quan hệ xã giao hay ký kết hợp đồng quan trọng, dễ xảy ra những điều không như ý, gây xích mích, tranh cãi, thậm chí là kiện cáo, liên quan tới pháp luật. Sức khỏe không tốt, quý ông cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 6 âm lịch,
là tháng Tân Mùi, quý ông đang có được bao bọc của nhiều cát tinh, cho nên công việc có được sự hanh thông thuận lợi. Quý ông cũng rất may mắn có thể gặp được quý nhân giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn khúc mắc mà mình đang gặp phải, cũng như là có những định hướng thích hợp cho tương lai của mình. Tháng này quý ông tuổi Ất Tỵ đang có được sự trợ giúp của cát tinh Thanh Long, Lưu Hà trợ mệnh, giúp cho quý ông có nhiều cơ hội tốt trong nghề nghiệp của mình. Đối với những người kinh doanh, buôn bán rất dễ phát đạt, hàng hóa bán ra tới tấp, dù có bận rộn, nhưng quý ông bỏ ra bao nhiêu công sức thì nhận được bấy nhiêu thành quả cho mình. Sức khỏe cơ bản ổn định. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 7 âm lịch, công việc của quý ông Ất Tỵ có phần chững lại. Quý ông đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần Thân Tỵ Hợi gây trở ngại, nhiều cản trở cho công việc kinh doanh, buôn bán, không nên tin người thái quá, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có. Người làm ở văn phòng thì công việc cũng không mấy thuận lợi, tiểu nhân quấy phá, cấp trên nhắc nhở, quý ông cần phải điều chỉnh lại bản thân, nên tập trung hơn cho công việc của mình. Về sức khỏe, trong tháng cũng gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, có thể sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác, cẩn thận với những vật sắc nhọn như dao, kéo, kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay, thận trọng khi đi đường, hạn chế đến những nơi nguy hiểm, những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý ông tuổi Ất Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Thần tài tọa mệnh, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong tháng này. Với kinh nghiệm trong xử lý công việc đạt hiệu quả tốt, quý ông được mọi người nể trọng, cấp trên đánh giá cao. Tháng này quý ông nên tập trung phát triển hơn nữa công việc hay sự nghiệp của mình trên nền tảng cũ hoặc những công việc đã quen thuộc sẽ thu được thành quả lớn lao. Tháng này tài lộc tương đối tốt, nhưng quý ông cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không cũng rất dễ hao tài. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Về vận trình của quý ông tuổi Ất Tỵ trong tháng 9 lại tương đối lạc quan, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa, công việc cũng tương đối dễ dàng, quý ông có nhiều thời gian ở bên gia đình và người thân. Về tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý ông có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình. Điều này cũng sẽ giúp cho quý ông hàn gắn những xích mích trong mối quan hệ tình cảm với nửa kia của mình. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, dù có vất vả đôi chút, nhưng lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao không ngừng đầy lên. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tài vận của quý ông tuổi Ất Tỵ trong tháng 10 âm lịch này lại không được mấy khả quan. Ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, quý ông thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Điều này dẫn đến khoản tiền cá nhân bị thâm hụt. Đây là tháng Ất Hợi, tháng xung của tuổi bổn mạng, cho nên công việc gặp nhiều trở ngại, cẩn thận cần đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình. Nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân. Tháng này cũng không thích hợp để thực hiện những công việc trọng đại, nếu không rất dễ gặp phải những rắc rối. Tử vi khuyên quý ông tuổi Ất Tỵ hãy luôn biết giữ mình trong mọi việc sẽ tốt hơn, tránh gieo gió gặp bão, khơi mào sự việc sẽ không có lợi. Ngoài ra quý ông trong tháng này cũng nên chú ý về thân thể, dễ gặp tai nạn xe cộ, té ngã, đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Thời điểm cuối năm đang đến gần, chắc chắn quý ông sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả việc nhà cũng chất đống nhiều hơn. Thậm chí quý ông phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà, điều này gây ra nhiều áp lực cho quý ông. Quý ông cần phải chuẩn bị tinh thần và các phương pháp tốt để ứng phó để không ảnh hưởng tới vận trình tổ thể cả năm. Khi gặp khó khăn cũng nên đề nghị có người giúp đỡ để xử lý công việc sao cho đạt hiệu quả, chớ nên ôm đồm quá nhiều việc vào người, kẻo lại bị cấp trên nhắc nhở. Việc kinh doanh buôn bán trong tháng này cũng tương đối vất vả, nhưng tiền bạc thu vào không ít, tạo động lực cho quý ông cố gắng hơn nữa. Tháng này không thích hợp cho đầu tư tài chính, chứng khoán hay chung vốn làm ăn, mức độ rủi ro rất cao, quý ông nên tỉnh táo để tránh sự dụ dỗ của người khác.
Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với quý ông tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của quý ông tuổi Ất Tỵ khá sáng, khối lượng công việc của quý ông tuổi Ất Tỵ trong tháng này tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương, dù gặp không ít áp lực, nhưng công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, quý ông cứ thế phát huy. Tháng cuối cùng của năm các hung tinh bị suy yếu, cho nên vận trình của quý ông có được sự chuyển biến tích cực. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý ông cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính, cũng có được sự tích lũy tiền bạc một cách đáng kể. Nhìn chung, tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, đối với quý ông tuổi Ất Tỵ tương đối bận rộn, áp lực và tài lộc cũng không ít nguồn thu. Nhiều người sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ hậu hĩnh, cũng giúp cho quý ông đón Tết chung vui bên gia đình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.